Người ta nói làm quận nhất, ăn quận 5 ở quận 3 để thấy được không gian sống ở quận 3 đặc biệt VIP đối với giới tinh hoa của Sài Gòn. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi lẽ quận 3 được quy hoạch với mật độ xây dựng thấp, những con đường hiền hòa với hàng cây cổ thụ trăm năm tuổi dịu mát. Ở đó những cao ốc văn phòng, khách sạn nguy nga hiện đại, xen kẽ với những biệt thự rộng lớn, cổ kính. Quận 3 không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng là nơi xen kẽ giữa sự hiện đại, cổ kính và bình yên. Vì lẽ đó, khu vực này tọa rạc rất nhiều biệt thự của các nhân vật quan trọng, các cơ quan trọng yếu của chính phủ, các tòa nhà cơ quan ngoại giao đoàn, cùng các khách sạn, tòa nhà văn phòng, nhà hàng, quán ăn siêu sang tề tựu. Bất động sản chào bán hôm nay là một nhà hàng, trung tâm hội nghị mini sang trọng góc hai mặt tiền. Mặt đường Nguyễn Đình Chiểu dài 22m, mặt tiền đường Lê Quý Đôn dài 25m. Diện tích đất được công nhận lên tới 532m2, diện tích sàn 2.171,5m2 với kết cấu 2 tầng hầm, 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, sân thượng. Giá cho thuê hiện tại là 25.000 đô la một tháng. Giá chào bán vào thời điểm tháng 1 năm 2024 là 638 tỷ đồng. Nơi ngã tư đường bất động sản tọa lạc là cụm nhà hàng sang trọng, càng tô thêm điểm nổi bật cho bất động sản này. Những nhà hàng, quán cà phê nơi đây toát lên vẻ sang trọng, yên bình, không náo nhiệt. Với mỗi góc ngồi ở đây là một trải nghiệm không chỉ ẩm thực mà còn là thụ hưởng một phong cách sống sang trọng và đẳng cấp. Vị trí này liền kề với bảo tàng chứng tích chiến tranh, nơi rất nhiều khách du lịch quốc tế ghé thăm, trường Lê Quý Đôn, tòa tổng giám mục Sài Gòn, nhà khách chính phủ và còn nhiều các dinh thự cao cấp khác. Có thể nói vị trí bất động sản tọa lạc là cực kỳ đắc địa, chỉ cần di chuyển từ xa trên đường Nguyễn Đình Chiểu hoặc đường Lê Quý Đôn là dễ dàng nhận ra bất động sản này nằm sừng sững ở ngay góc ngã tư đường tuyệt đẹp. Cơ hội để sở hữu những bất động sản tuyệt vời này không xuất hiện nhiều tại trung tâm Sài Gòn. Hãy nhanh tay liên hệ Tuấn Cao Villa 0909 756 888 để thêm thông tin chi tiết về bất động sản này. Anh chị vui lòng đăng ký kênh để là người đầu tiên được xem các tập tiếp theo về bất động sản cao cấp Sài Gòn cùng Tuấn Cao Villa, với cam kết mang đến thông tin nhanh chóng, trung thực, chính xác. Tuấn Cao Villa, bất động sản cao cấp Sài Gòn.